Ngày hôm nay thì bên em sẽ test một cục đẩy công suất lớn Martin MA1300 có gửi đến cho một bác khách ở Kim Sơn, Ninh Bình. Thì bác khách này, bác cũng đã cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Cái sản phẩm đẩy MA300 này đang có giá là 10.800.000 đồng em nhé. Chưa gồm phí ship thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 8, đúng hết cái tháng cô hồn luôn. Thì bác khách này bác cũng đã hứa hẹn rất là nhiều rồi. Và cuối cùng là bác cũng đã chốt cục đẩy MA300 này về để anh làm sự kiện. Với công suất như em nói là 1.300W một kênh nhân với 4, thì một kênh này về chúng ta sẽ chơi ra một cặp loa bát 30 hoặc là một cặp loa bát 40 như thế này thì rất là tuyệt vời. Ok chưa ạ? Thì anh này anh cũng làm sự kiện thôi. Đó, về chúng ta chơi những cái dòng loa array array bát 30, bát 40 thì rất là tuyệt vời. Chạy 80 sò LJWK và mạch RH thì tiếng nó rất là sáng. Thì ok, bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên và sẽ test từng kênh một cho bác và sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh thôi. Ở đây thì em sẽ lấy nhạc từ máy tính em nhé. Lấy nhạc từ máy tính và cắm thẳng vào cục đẩy này. Không qua thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Anh em cùng nghe. Kênh 1 này ok chưa? Kênh 2 này. Tiếng rất là căng. Test cả hai kênh em nhé. Còn kênh 3, kênh 4 tí nữa sẽ test sau. Như vỡ nhà luôn. Quá đã đúng không ạ? Kênh sẽ chơi ra một cặp loa em nhé. Một kênh sẽ chơi ra một cặp loa bát 30 đó, và sẽ chơi ra một cặp loa bên trong nữa. Anh em có thể thấy nhạc vào thì em đang cắm thẳng vào cục đẩy này, cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy này đúng không ạ? Không qua một cái thiết bị xử lý âm thanh, không có qua vang, qua lọc gì, lưng tiếng gì hết, mà chất âm nó quá là hay luôn. Đã tài đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ test sang hai kênh còn lại, kênh 3 và kênh 4 đúng không ạ? Vừa rồi thì cũng đã test kênh 1 và kênh 2 rồi. Đây thì test trực tiếp em nhé, rất là nhanh thôi. Nhạc vào từ máy tính cắm thẳng vào luôn. Đó, không có qua vang, qua lưng tiếng gì hết đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc một bản nhạc khác đi. Anh em cùng nghe nhé. Kênh 3 này. Ok chưa? Kênh 3 là đã có tiếng rồi đúng không ạ? Kênh 4 này. Ok chưa? Cả hai kênh này. Cả hai kênh 3 và 4. Anh em cùng đeo tai nghe và cảm nhận chất âm cục đẩy Martin MA1300.
có thể nghe tiếng đánh rất là chắc và rất là lực, đúng không ạ? Rất là chắc và rất là lực. Báo giá lại với tất cả các bác 10.800.000 đồng. Anh em sẽ sở hữu ngay cú đẩy Martin MA374 cây. Ngay bây giờ sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.